Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn sưu tầm Hộp Gia Tài Của Mẹ, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Mẹ già rồi, thần trí không còn tỉnh táo, cứ hay quên trước quên sau. Nhưng có một vật mẹ luôn mang theo ở bên mình. Hôm đưa mẹ vào viện dưỡng lão, anh lén xem thử trong đó có gì, mới cảm thấy giật mình hổ thẹn. Mẹ thường ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình. Nhìn thấy anh hoặc con dâu, bà chỉ khẽ cười. Anh hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời, mẹ có nói gì đâu. Vợ anh phàn nàn, em sợ cái cảnh này quá. Thậm chí có những đêm, vợ anh dậy đi vệ sinh, bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen ở trong phòng khách. Cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Đúng lúc đó thì anh cũng tỉnh dậy ra bật điện, thấy mẹ đang ngồi đó không nói năng gì. Anh hỏi, mẹ, sao mẹ lại ngồi đấy giờ này? Bà đứng dậy, lắc đầu, đến bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại ngồi ở đây. Quay về phòng, vợ anh giận dỗi, ngày nào cũng như vậy á, thì làm sao mà sống nổi đây anh? Nói xong, cô khuyên anh, hay là vợ chồng mình gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi, trong đó có nhiều người già, thì mẹ cũng có thêm bạn. Cô tiếp, còn vợ chồng mình á, một tuần vào thăm mẹ một lần, như vậy thì cũng đâu có thể nói là bất hiếu. Anh lắc đầu, thở dài, quyết định thế nào thì cũng không xong. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha, chỉ có mẹ một mình tần tảo nuôi anh nên người. Anh nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối, khuyên mẹ nên đi bước nữa, nhưng mẹ cứ nhất quyết cự tuyệt, mẹ sợ rằng lấy người khác rồi anh sẽ chịu ấm ức. Mẹ hàng ngày bán rau, tần tảo kiếm cơm nuôi anh, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặng đường vô vàn gian nan khó bước. Rồi mẹ cũng nuôi anh học đến đại học, dạy anh thành trang nam tử. Đến nay mẹ vẫn chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn. Vậy mà anh lại nhẫn tâm để mẹ vào viện dưỡng lão hay sao? Vợ anh thấy chồng không nói gì thì tỏ ra không hài lòng và quay mặt đi. Hôm sau khi nấu cơm, bà lại để xảy ra chuyện. Đáng lẽ cơm đã chín thì bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa. Kết quả là cả nồi cơm cháy điên thui. Vợ anh vừa nhìn nồi cơm vừa trách, mẹ ơi, sao mẹ lại ấn nút hai lần? Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu, mẹ quên. Lần khác mẹ ra ngoài, đi lang thang khắp các con đường hẻm ngõ. Khi về thì vào nhầm nhà, may mà người ta đưa về. Sự việc này sau khi xảy ra nhiều lần, trong tâm anh cũng bắt đầu dao động. Anh nghĩ hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ. Trong đó nhiều người già, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Hôm đó nhân lúc tâm trạng của mẹ vui vẻ, anh bèn nói ra suy nghĩ trong lòng. Mẹ ngồi lặng thinh, không nói lời nào. Vợ anh ngồi bên được thể thì nói tiếp. Mẹ, mẹ đến đó rồi á, nếu mà thực sự không quen thì chúng con lại vào đón mẹ về mà. Bà thở dài, gật đầu, đứng lên thu dọn đồ đạc được chuẩn bị cũng rất đơn giản. Bà còn mang theo chiếc hộp sắt, trên đó có một chiếc khóa nho nhỏ. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Vợ anh nói, mẹ, mẹ để nhà đi xách theo làm chi? Bà đáp trả, không, mẹ phải mang nó theo. Sau khi mắc bệnh thì cái gì mẹ cũng quên, chỉ có chiếc hộp sắt là không lúc nào mà bà quên mang theo bên mình. Vợ lôi anh ra, chỉ vào trán hỏi, anh có bị sao không? Có biết cái gì ở trong hộp không? Anh lắc đầu, từ trước tới giờ anh thấy mẹ luôn coi chiếc hộp đó như là một bảo vật, anh chỉ biết có vậy thôi. Vợ anh nói, cả đời người, ai lại chả có một bảo vật hay là chút tiền vàng ở trong tay? Trong chiếc hộp của mẹ chắc chắn là những thứ đó. Anh vừa nghe như vậy thì thấy động lòng. Anh biết nhà ngoại anh trước kia là địa chủ giàu có. Nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá, mẹ mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật là đáng tiếc. Cho nên anh đưa tay ra nói, mẹ đưa hộp đây con xem được không? Bà lắc đầu giữ khư khư, quyết không đưa cho anh. Vợ anh nhìn thấy như vậy thì lầm bầm vài câu. Hôm đó vợ chồng anh không đưa mẹ đi. Đến đêm khi mẹ đã ngủ say, anh và vợ mới nhẹ nhàng mở hộp ra. Bất chợt anh nhìn thấy vật trong đó mà tuôn trào nước mắt.
Hôm sau, họ cũng không đưa mẹ đến viện dưỡng lão, và kể từ đó về sau, họ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Trong chiếc hộp sắt, không phải cất giữ tiền, cũng không phải vàng, mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa. Bên trong còn có một tờ giấy ghi lại thời gian anh thay răng và lần đầu tiên cắt tóc. Ở quê anh có một phong tục, đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất, nếu không đứa trẻ đó sẽ bị chết yểu. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.